Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Vi là nhân viên địa ốc ở Houston, Texas và những vùng lân cận như Tomball, Katy, Cypress, Richmond, Sugarland, Spring, Humble, Fourshire và những thành phố lân cận khác thì Vi đều có thể giúp anh chị mua bán được. Thì hôm nay em dẫn khách đến xem nhà tại thành phố Houston. Cái khu vực này rất là thuận tiện. Thì trong khi khách chưa đến thì sẵn tiện em video chia sẻ với anh chị. Cái khu này thì có hai mẫu nhà và đặc biệt cái location rất là thuận tiện. Từ đây mình đi ra chợ búa xung quanh hay là nhà hàng chỉ tầm có 5-7 phút thôi. Rồi mình đi khu Bel Air Việt Nam thì cỡ tầm 17 phút. Rồi mình đi Galleria là cái mall lớn ở đây chỉ có 10 phút thôi. Và có rất là nhiều shopping, rồi nhà hàng, rồi công ăn việc làm. Tại vì cái này là ngay trung tâm. Và đặc biệt nữa, cái khu này mình đi trường đại học á thì chỉ có tầm 15 phút hay là 30 phút là trường đại học lớn của Houston. Và em thấy cái đặc điểm ở đây á, cái khu vực, cái location rất là tốt. Và tiền thuế ở đây á, là 2.3, chưa xin giảm. Sau khi mình xin giảm thì chỉ còn có 1.9 thôi. Và tiền HOA là 2.500 một năm. Tại vì cái khu này là nằm trong khu cổng và mình không có cần phải trả tiền nước, tiền ống cống và tiền rác. Cái 2.500 đó là bao gồm luôn cho mình. Thì hàng tháng mình chỉ trả tiền điện và tiền ga mà mình xài bên trong thôi. Còn tiền nước, tiền rác và tiền nước thải đó là bao gồm chung với cái HOA. Và ở phía trước là mình không có cỏ, mình chỉ cần cắt cỏ phía sau. Còn nếu anh chị em nào mua về mà không muốn trồng cỏ đó thì mình đổ xi măng ra luôn, thì không có cỏ ở phía sau. Cái khu này nằm trong khu cổng, rất là an ninh. Khu vực xung quanh thì đi ra đi chợ hay là đi khu Việt Nam của mình rất là thuận tiện. Và giá nhà ở đây là từ 370.000 cho 1.400 square feet. Nhưng mà có hai mẫu nhà, một cái mẫu collection là affordable, có nghĩa là mình dễ mua, giá cả hợp lý. Còn một kiểu là nó sang trọng thì cái giá nó cao hơn. Giá 453.000 cho 1.900 square feet thì cái collection đó, cái mẫu nó cao hơn. Thì hôm trước em có giới thiệu cái khu nhà này rồi, một cái collection giá cả dễ mua. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ giới thiệu một cái mẫu cao cấp hơn ở trong khu này. Và anh chị em nào mà thích cái khu này thì hãy gọi cho em nha, rồi em có thể chia sẻ thêm. Nhưng mà hiện tại thì builder cũng có nhiều chương trình giảm giá, và những căn mà move in ready thì mình có thể mua giá rất là tốt và tiền thuế rẻ nữa. Thì và cái khu vực cũng rất là an ninh và cái location rất là thuận tiện, thì anh chị hãy gọi cho em nha. Hôm trước Vi tới đây là còn rất là nhiều đất chưa có xây, nhưng mà bây giờ là nhà đã mọc lên rất là lẹ luôn. Thì hôm trước là Vi có video cái mẫu nhà này cho anh chị em xem rồi. Ở đây thì có hai cái collection. Cái mẫu này thì giá rẻ hơn, cỡ tầm 370.000 trở lên. Còn bên đây thì 453.000 trở lên. Nhưng mà hôm trước Vi quay mẫu kia rồi, thì Vi sẽ để cái video kế bên hoặc là bên dưới cho anh chị em xem, để anh chị em có thể xem lại. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ xem cái mẫu này. Và ở đây, nó như anh chị thấy là cái khu này nằm ở trong khu cổng, rất là an ninh. Từ đây mình đi ra những cái shopping center, rồi chợ, rồi nhà hàng thì rất là gần luôn. Chỉ tầm có 5-7 phút là tới rồi. Cái location này đặc biệt rất là tốt và nằm trong khu cổng nữa. Bên kia thì có rất là nhiều người mua rồi, nhưng mà cũng có mấy căn move in ready và ở đây cũng còn đất nữa. Nhà này là của hãng Meritage Xây. Thì hôm nay mình sẽ xem cái căn này. Cái mẫu này có tên gọi là Retreat, 2.200 square feet, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi. Và cái giá hiện tại của căn này là cỡ tầm 530 tới 538. Vì nói cỡ tầm là tại vì có những căn nó upgrade nhiều hơn bên trong thì nó mắc hơn 8.000. Đó. Ở phía trước này thì là sẽ là cái gara. Và cái khu nhà này là không có cỏ ở phía trước, chỉ có những cái bụi cây như thế này thôi. Thì anh chị không có cần phải cắt cỏ ở trước, chỉ cắt cỏ ở phía sau. Và cái mẫu nhà này đặc biệt là nó có cái khuất do ở đây. Đó, bên này là cái gara nè, mình đậu xe. Rồi đây là cái courtyard. Cái collection này á thì chỉ có hai mẫu nhà có cái sân ở phía trước như thế này. Là mình có được cái cổng nè,
Rồi chỗ này á là mình có thể ngồi chơi, giải trí, uống cà phê buổi sáng hoặc là làm lửa buổi tối, rất là thư giãn ở đây. Hay là mình có thể trồng cây. Nói chung là cái cảm giác rất là gần gũi đó. Đó. Rồi ở phía trước thì Hà xây kiểu cái này là cái này em nghĩ không có phải là stucco đâu, mà là cái giống như cái cement board vậy đó, cái miếng bự đó. Đó. Hello. How are you? Good, how are you? Sorry about that. Đó. Rồi cái cửa là 8 feet. Và cái mẫu này á, cửa trước cửa sau là nó lệch qua bên kia. Nên anh chị em cũng yên tâm, nó không phải là thẳng trực tiếp. Đó, nó lệch qua. Đây, mình vào xem nha. Phía bên trái của Vi là cái cầu thang đi lên. Rất là cao luôn. Đó. Rồi, ngay đây á, là mình có cái chỗ storage. Cửa trong nhà là 8 feet luôn. Đây là cái storage ở bên dưới cầu thang nè. Rồi mình nhìn xuống một chút á, là mình có cái nhà bếp bên trái. Rồi cái phòng khách bên phải. Một cái điểm đặc biệt của căn nhà này á, là nhà lầu. Nhưng mà cái trần nhà Vi thấy rất là cao ráo. Trần nhà là 10 feet. Và sàn nhà là bằng vinyl. Đó, thì mình đứng đây mình thấy không gian phòng khách nè. Cả hai cái cửa sổ rất là lớn, rất là sáng. Đó. Rồi bên đây á là mình có cái nhà bếp. Nhà ở trong khu này á là mình không có cần phải upgrade hay là mình chọn lựa những màu sắc bên trong, tại vì họ đã xây, họ đã chọn hết rồi. Thì giống như hồi nãy em chia sẻ đó, cái căn này có giá là 538.000 là tại vì họ có upgrade ở bên trên cái này. Đó. Không phải căn nào mẫu này cũng có cái ở trên này đâu nha. Tùy căn. Nhưng mà căn nào không có thì rẻ hơn 8.000. Đó. Nhưng mà mình thấy các cái này thì nó vẫn đẹp hơn đúng không? Đó. Rồi cái tủ lạnh ở đây. Cái pantry ở đây. Rồi cái microwave, oven. Rồi cái van hood đó, ra ngoài luôn ở đây. Rồi cái lò nấu. Rồi cái sink. Đó, họ xây nhìn rất là sang. Nhà này là kiểu dạng nhà phố, nhưng mà họ làm những thứ mình cần thiết ở trong căn nhà là đều có hết, rất là gọn. Mình có cái không gian ăn bên kia, rồi phòng khách bên đây, rồi cái mặt bếp á, là dùng khúa một sinh. Đó, và đây là cái là built-in luôn. Rất là đẹp, rất là dễ thương. Mà sang nữa. Đây là cái không gian phòng khách nè. Có ba cái cửa sổ ở đây. Rồi cái cửa này thì ra sang sau, tí nữa mình khám phá xem. Thì như nhà phố thì sân không có rộng đâu. Nhưng mà cái mẫu này thấy cái không gian phía sau cũng rất là thoải mái. Rồi cái phòng khách ở đây. Rồi mình đi qua bên đây mình xem. Bên đây á thì mình có cái phía bên tay phải của Vi là cái gara. Là nhưng mà bây giờ thì họ đang làm cái văn phòng làm việc. Rồi ngay đây á là mình có thể để giày dép rồi nón mũ ở đây. Rồi bên đây là cái hát bát. Đó. Thì cái mẫu này á là ở bên dưới không có phòng ngủ. Nhưng mà nếu anh chị muốn một căn nhà có phòng ngủ ở dưới á, thì khu này cũng có luôn. Khu này có rất là nhiều mẫu nha. Giá nhà dao động thì từ 370.000 trở lên, tùy theo cái mẫu nhà mình chọn. 370.000 cho 1.400 square feet. Đó, nhưng mà mẫu này rất là sang. Đó, họ trang trí nhìn rất là gọn. Bây giờ mình đi lên lầu. Mình bước lên lầu á thì mình thấy được
cái không gian game room ở đây. Mình có thể làm chỗ chơi cho các em nhỏ, hay là ghế ngồi để cho gia đình thư giãn, coi tivi. Và đặc biệt của hãng Meritus á, là họ spray foam hết nhà luôn. Thì mình thấy được cái nhiệt độ hiện tại bây giờ á, ở trên đó là 77 độ đó. Nó giữ nhiệt rất là tốt. Rồi qua hướng bên này á, là mình có một cái phòng ngủ. Phòng này thì họ đang trang trí kiểu là mà phòng office, nhưng mà cái này là một phòng ngủ. Và ở đây là cái closet ngay đây. Đây, cái này thì hiện tại nhà mới nào cũng có một cái panel như thế này, là để mình có thể chạy dây internet, giống như người ta chạy sẵn đó. Đó thì không có cần phải đục lỗ vào vách tường nhà mình nữa. Bây giờ họ làm này rất là gọn, không phải như nhà hồi xưa là mình phải đục lỗ rồi chạy dây. Bây giờ thì họ làm sẵn cái hộp như thế này, thì nếu mà mình cần làm internet hay là camera nhà đó, thì họ tới họ gắn ngay cái hộp này, rất là tiện. Này, cái phòng ngủ. Rồi bây giờ mình đi ra thì mình sẽ gặp cái game room ngay đây. Đó, rồi mình đi qua phía bên kia. Còn đây là cái cầu thang hồi nãy mình đi lên nè. Cái không gian rất là rộng rãi. Rồi bên đây là mình có cái nhà tắm. Đó. Như Vi chia sẻ là những vật liệu á, mình không có cần phải chọn gì hết. Cái giá mình thấy bao nhiêu là nó sẽ như vậy thôi. Tại vì mỗi hãng nhà khác nhau, các hãng thì mình phải chọn lựa bên trong rồi giá cộng lên này nọ đủ thứ. Nhưng mà cái hãng này á thì là giá có sẵn vậy rồi. Đó, đây là cái phòng ngủ thứ hai. Họ để cái giường rồi hai cái sen hai bên rất là ấm cúng, đẹp nữa. Đó. Rồi bên đây á, là mình có chỗ giặt sấy. Tại vì tất cả phòng ngủ ở trên thì bình thường họ sẽ để cái giặt sấy ở trên luôn. Rồi bên đây á, là mình có cái phòng master. Và đặc biệt cái phòng master này rất là rộng, nên họ có được cái không gian bên đây để mà mình ngồi, mình đọc sách hay là giải trí, nói chuyện. Giống như là cái phòng khách trong cái phòng ngủ vậy đó. Đó, ngay đây. Rồi bên kia là cái giường king size, có cái hai cái stand hai bên, cái dresser ở đây rất là rộng, và ba cái cửa sổ rất là sáng. Đó. Thì đứng đây á, vì chia sẻ luôn là cái khu này á, mình nằm trong khu cổng, và ở đây thì họ sẽ xây cái hồ bơi, cái chỗ chơi cho các em nhỏ nhỏ ngay đây, rất là tiện. Rồi xung quanh á, là nhà họ đã xây. Thì hướng bên này á, sẽ là những căn nhà mà cái collection giống như cái căn Vi đang giới thiệu. Và cái giá là từ 453.000 trở lên cho 1.900 square feet. Rồi phía hướng bên này á, là những cái collection nhỏ hơn. Thì cái giá bắt đầu là 370.000 cho 1.400 square feet. Thì nếu anh chị muốn nhà nhỏ, không cần nhà lớn, thì ở trong này cũng có luôn. Và mình cũng nằm trong khu cổng, vẫn được sử dụng cái hồ bơi, chỗ chơi cho các em nhỏ giống như những căn nhà lớn. Đó. Thì họ làm cái giá như vậy rất là dễ cho người mua. Người ta muốn nhà lớn, nhà rộng thì mua hướng bên đây. Còn muốn nhà nhỏ hơn, giá cả vừa phải thì hướng bên này. Đó. Rồi tiếp tục là mình xem bên trong căn nhà này. Ở đây á, mình có cái nhà tắm nè, cái tắm đứng vì thấy cũng rất là rộng rãi. Rồi bên đây là cái tắm nằm. Rồi ngay đây là mình có cái toilet ở đây, hai sink. Rồi ở đây là cái walk-in closet. Cái kiểu họ xây rất là gọn,
mình nhìn thấy á, chỉ có 2.200 square feet thôi, nhưng mà họ bố trí cái phòng ốc á, mình thấy rất là gọn. Đó, hai cái sân rồi có chỗ mà mình ngồi để trang điểm luôn ở đây. Rồi cái tấm đứng, tấm nằm. Đó. Cái mẫu nhà này thì chỉ có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm rửa thôi. Rất là dễ thương. Bây giờ mình đi khám phá cái sân sau nha. Đó, mình đi xuống lầu tiếp. Đây, đây là cái cầu thang mà mình đi lên, đi xuống nè. Họ làm cái trần cao á, mình nhìn không có bị ngợp. Mà các cửa sổ bên hông nữa, rất là sáng. Và họ có rất là nhiều mẫu nhà, tùy theo giá cả mình muốn. Đây là các cửa đi ra phía sau. Đó, cái patio này là Vi thấy rất là rộng. Mình party hay là mình chơi barbecue bên ngoài á, thì cái patio này rất là rộng luôn. Đó, đãi sinh nhật hay là tổ chức tiệc tùng á, thì rất là thoải mái. Rồi cái sân của mình á, thì Vi thấy cũng không có quá nhỏ. Nói chung là nhà phố như thế này thì cái sân rất là tương đối. Đó. Rồi kế bên á, là căn nhà, cái collection nhỏ hơn. Thì hôm trước Vi có video thì Vi cũng sẽ để lại cái mẫu cái video đó ở bên dưới để anh chị em có thể xem lại. Và cái giá của cái collection bên đó, đó bắt đầu là 1.400 square feet là 370 ngàn. Còn bên đây thì giá cao hơn, nhưng mà nhà thì đẹp hơn, trần nhà cao hơn. Rồi cái cách xây dựng nó cũng khác hơn. Đó. Sau khi xem xong cái mẫu nhà này á, thì anh chị thấy có đẹp không? Em sẽ để lại cái video cũ hôm trước em giới thiệu trong cái khu này cho anh chị em xem luôn. Và cái giá hôm trước thì rẻ hơn 340 ngàn. Thì bây giờ giá người ta bán nhiều thì giá nó lên. Bởi vậy em hay chia sẻ là khi nào mà cái khu mới mở ra thì anh chị nên mua ngay. Giá cả rất là tốt. Thì ở đây thì thật sự cái location rất là tốt. Nếu anh chị cần một cái khu vực mà đi ra trường học, rồi chợ búa xung quanh và khu Bel Air gần á, thì khu này rất là tốt nè. Anh chị hãy cứ gọi vào cho em để biết thêm chi tiết. Hoặc là anh chị muốn xem những khu vực nào xung quanh Houston thì hãy gọi cho em nha. Và đặc biệt nữa, thuế ở đây rẻ chỉ có 2.3 thôi. Tiền hát sau đây là 2.500 một năm, bao gồm rác, nước và ống cống. Và không có cả. Và ở phía ngoài là mình có cổng luôn, rất là an ninh. Thì nếu anh chị muốn xem những khu vực nào khác xung quanh Houston thì hãy gọi cho em. Số điện thoại của em 32-367-1041. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video kế tiếp. Đừng quên cho em một cái like và chia sẻ video của em nha. Bye bye.